Đại gia đình thân yêu của mình ngồi nói chuyện tâm sự một chút ha <laughs> à, tối hôm nay đại gia đình của mình ai thức <laughs> 12 giờ khuya nổi thì vô tu tại cái lịch của mình bây à, giờ ngày thì tu năm thờ thứ bảy buổi tối thì 12 giờ khuya mỗi tuần và 29 14 12 giờ khuya nhớ kỹ mỗi người tự lượng sức mình không ai ép nghe <laughs> nên mình à, à, tu tập làm sao mà cho nó tự tại nhất quý vị giống như mình lễ phật vậy. Mỗi chân quá thì ngồi niệm phật ngồi xong rồi thì hết mỗi chân thì đứng gì lễ phật còn người khỏe thì ngồi đứng vì niệm Phật. Nếu ai bệnh đau yếu thì nằm niệm Phật. Nghĩ sao mà niệm Phật được thôi. Nghĩa là đưa ra phương pháp mà ai cũng tu được. Nhớ kỹ. Đưa ra phương pháp mà người nào cũng có thể tu được. Nhưng Đức nói rằng chúng sanh chỉ cần lợi ích một chút thì chúng ta cũng nên tạo điều kiện cho họ được lợi ích một chút được lợi ích một chút còn hơn là không được lợi ích chút nào <laughs> ha. giống như mình được ăn một chút nó còn ngon hơn là không ăn miếng nào nên từ nơi đó mà Phật Pháp là từ bi đem phương pháp hướng dẫn người ta làm sao mà người ta được lợi ích dù chỉ một chút nhưng mà 12 giờ khuya tu đặc biệt lắm thầy có những người chưa tự tin thôi đó nếu tu một lần là tin luôn <laughs> nghĩa là 12 giờ khuya tu tỉnh veo. Và đừng bao giờ có một quan niệm như vậy. Nghĩ rằng 12 giờ khuya tu thì chút đi ngủ sớm. <laughs> cái tâm niệm này nó thành cái 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 bệnh chung luôn quý vị. À, mà lạ thay vì vô ngủ sớm nó không ngủ sớm mà nó lăn nó lăn lui. Nó kéo dài gần tới 12 giờ khuya nó mệt ác. Tại vì cứ theo quy trình tự nhiên đi. Theo quy trình tự nhiên đi, chút thì chút đi ngủ một tiếng cũng được nè. 12 giờ thức khỏe re tiếng nghe tiếng gì không biết nhưng mà 12 12 giờ, còn 10, phút, 15 phút nữa 12 giờ mình thức dậy à, mình rửa mặt cái tranh thủ ra tu xong thôi không nhưng mà vậy nó rất là khỏe thà mình ngủ một tiếng sau còn hơn ngủ 3 tiếng mà chập chờ <laughs> nên quý vị nhớ nên những đức khi làm cái việc gì mà làm tới lắm hồi xưa tổ chức khóa tu Làm tớ luôn Chứ không có kiểu mà cả đời lề rề được Làm cái gì là phải làm lớn Làm tớ luôn Chừng nào Hết duyên thì thôi Nhưng mà đã làm thì làm cho cho tớ luôn Làm lớn Nên đó, Mỗi một người mình Đừng có bị lừng chừng Cái người lừng chừng là cái người thường bị thất bại Không quyết đoán được Lừng chừng Chúng ta nghe đạo từ nhỏ tới lớn Sống trong cuộc đời này Nhớ kỹ không ai gạt mình Nếu mình nghĩ người ta gạt mình Là bản thân mình khờ quá Trong cuộc đời này không ai gạt mình Chúng ta có quyền thích Cái mà chúng ta làm Chúng ta có quyền không thích Những việc mình không nên làm Những gì mà mình đã thích Thì việc đó nhất định mình phải làm Tại vì thích Dù là thất bại thấy không? Nhưng mà mình tại mình thích Thì mình phải làm Làm rồi mình mới thấy cái việc đó Không nên thích nữa Thì thôi đừng thích nữa <laughs> Nên con người sống trong cuộc đời này mà Thì biết rằng là đi ngược lại lương tâm mình Là thấy nó nặng nề rồi nha à, Ví dụ như mình làm cha mẹ Người ta mình có con cái Có những việc mình nói Con không được làm việc đó Nhưng con nó không nghe Con nó không nghe Mày không được làm việc đó Không nghe nhưng mà khi nó làm việc đó nó thất bại rồi Lúc đó nó mới tin tưởng là lời mình nói đúng à. Nên con người sống trong cuộc đời này Dấp ngã cái gì một cái Nó cảm thấy cũng bị đau Mà đau rồi mới có kinh nghiệm à. Còn mình thương người ta quá Mình không muốn cho người ta bị dấp ngã Nhưng mà cuộc đời người Thì không thể nào không dấp ngã quý vị ơi sự trưởng thành của con người là từ cái dấp ngã mà trưởng thành à. giống như giờ một cục đá khía cạnh xấu xí muốn nó trở thành một cái pho tượng phật thì phải cần chịu khó đục đẽo đúng không quý vị? con người cũng vậy thôi. tham sân si gai gốc đầy mình thì chúng ta phải cũng phải cần dùng phật pháp để mà mài dũa cái tâm tính mình từ từ. chứ đâu phải ai mà sớm một chiều mà mà, mà trở thành người hoàn chỉnh đó đâu quý vị? Đó. nên đó, phật pháp nó hay lắm nên mỗi một con người từ lớn tới nhỏ nghe Phật pháp đừng bao giờ nói ai gạt mình và đừng bao giờ mình nói mình bị thiệt thòi không có thiệt thòi không có ai gạt mình đâu quý vị ơi nếu mà nói ai gạt mình là bản thân mình thất bại quá phải tin nhân quả chứ sao ai gạt mình được Đó. nên á, quý vị bây giờ mỗi ngày niệm Phật cùng với những đức ngày bốn năm thờ có ai bắt buộc mình không có ai buộc mình đâu <laughs> bây giờ mỗi người mỗi nhà bắt buộc gì vậy nên thật sự mà nói quý vị làm một cái gì vì thấy thích nó vui nó an lạc thì vì sẽ làm thôi à ví dụ như vô lễ vật có thấy thích quá an lạc quá nhẹ tâm quá vô lễ Phật thôi rồi thấy vô lễ vật tu tập mà thấy nó không có được lợi ích gì chứ thôi đừng lễ ví dụ mình ngồi mình nghe nói chuyện gì mà mình thấy nó không có cái gì đặc biệt nó tào lao Thôi khỏi nghe <laughs> Tôi khỏi nghe thôi Bây giờ có ai cấm cản mình đâu Có ai mà cản mình lại là được không Ngồi ở nhà mình mà ai mà cản mình được Thì <laughs> đừng có nói Ồ, Mình mà ngồi mình tu vậy nghe Không nói chuyện mà mình mà không ngồi Coi chừng không thấy á Ngộ ghê ta Đâu có chuyện đó đâu Đâu mà như được thấy hết được quý vị Mà thấy cũng làm gì được gì nhau <laughs> Nhà quý vị ở Chớm quý vị ăn Chứ có, có ai mà, 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 mà bắt buộc mình được không nó nên Phật pháp nó không có bắt buộc ai chứ <laughs> không bao giờ nó bắt buộc ai chứ nghe thật sự mà nói trong cuộc đời những đức tất cả những người mà đến với những đức nha chưa bao giờ những đức bắt buộc ai bất cứ một cái gì đây là một trăm không có bắt buộc ai được cái gì chứ nha. ví dụ như bây giờ có hai hai, hai chú đi theo những đức những đức đâu bắt buộc ông được đâu Ông mà không thích đi theo mình mình bắt buộc ông cũng không đi theo nữa ổng lớn hơn mình nữa mà Ông còn mạnh hơn mình nữa bắt buộc ông sao được quý vị <laughs> nên là cha mẹ của các chú cứ yên tâm từ xưa giờ những người mà sống với những đức là đa phần không có khổ đâu đừng có lo mất công quá đi một trăm quý vị luôn từ đó tới quý vị thấy rồi đó những đức đi đến đâu là những đức lo cho người khác đa phần nhiều còn người khác lo cho những đức là tại vì ta thích làm chuyện như vậy thôi <laughs> chứ thật sự quý vị con người những đức nó trưởng thành từ cái khổ quý vị ơi nên quý vị mà ai mà biết những đức cái yên tâm gì chuyện những đức quý vị chỉ cần niệm phật vui vẻ là được rồi bản thân những đức thì bỏ vô chỗ nào sống chỗ nấy à, à bỏ vô lưu sống lưu bỏ vô hầm sống trong hầm <laughs> bỏ vô đám lục bình sống đám lục bình bỏ vô rừng sống rừng bỏ trong chỗ cọp sói sống cọp sói những đức mà bỏ vô chỗ làm cọp những đức sẽ làm giống cọp đó quý vị còn bỏ vô chỗ chó sói thì được sổ trong chó sói luôn không đâu <laughs> tại vì đến tuổi tức thì bỏ vô chó sói là chắc ăn luôn cái chừng làm những đức làm ship của chó sói <laughs> chứ không dẫn đâu nên những người mà biết những đức cái yên tâm nghe nói sớm nói <laughs> còn nửa lon gạo đủ ăn nhiều cô cũng xúc động <laughs> vì yên tâm vì những đức người những đức nó cứng cỏi lắm mấy vị ơi yên tâm đi sự sinh tồn của những đức nó cao cao dữ lắm nó hồi đó chùa những đức lo hai ngàn con người mà còn chưa bao giờ ngày nào mà thiếu gạo mà cái vị nghĩ không lẽ có một mình những đức với hai người mà thiếu gạo thì sao <laughs> sao dễ bị dụ ngộ ghê dễ bị dụ ghê Ôi, đừng có lo nghe Tại vì con người những thứ cái sinh tồn trong cái khổ quý vị ơi gian nan vất vả Bị chửi lên chửi xuống để sống Cuộc đời kiếm ăn mà còn không chết mà à, Không sao đâu Không chi bây giờ biết tu Muốn niệm Phật giảng sanh mà dễ gì Vậy nói với hai chú đi chung như thế này Bữa nào có gạo Thì nấu cơm ăn Bữa nào không có gạo thì hốt đặc vô ăn. <laughs> Nên có chén thì lấy chén với cơm. Không có chén thì bóc ăn. Cũng sống à. Ngày xưa Đức Phật còn tại thế. Đức Phật đa phần là ngày bóc ăn không có gì Chấm 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 ngày ăn không. Đúng không? Nên chúng ta là loài động vật cao cấp. Loài động vật hạ cấp nó có thể sống với cái cuộc sống nhân sinh rừng rú động vật cao cấp chúng ta có thể có nhà che mưa che nắng nhưng sự sinh tồn của chúng ta là do gì cái 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 chí hướng của mình nó mạnh sinh tồn mình cũng cao lắm chứ không tệ đâu quý vị nhớ kỹ. nên những người mà đi theo những đức gia đình cái yên tâm không dễ chết đâu <laughs> nên mẹ chú tạm nhiên chú bà cũng khóc khóc chết mồ con đi đâu mất tiêu <laughs> Không? Tại ông phát tâm đi theo những đức Chứ những đức có bao giờ buộc bắt ai đâu Đây là nói 100% quý vị những đức ngày xưa giờ chưa bao giờ dụ người khác Chỉ có người khác dụ những đức thôi <laughs> Tại vì người những đức nó có cái tấm lòng quý vị Thương người ta lo cho người ta bằng cả tấm lòng thôi ừ. Chứ không biết dụ ai đâu <laughs> Chỉ nói chuyện Vui vui một chút người ta thích mình thôi Nó quý mình thôi Vậy thôi chứ không biết dụ người khác nên hai ông này đi theo những đức là yên tâm nên gia đình cứ yên tâm đi bữa nay nghe, hình như mấy ông lên ông được trăm gram hay nên từ nơi đó mà mỗi một người mà biết những đức cái yên tâm con người những đức sinh tồn cao lắm sinh tồn cực kỳ cao và những đức thích nghi hoàn cảnh mau như vậy cho anh Đức là một cái sớm đó chừng thời gian là những đứa quen cái sớm đó ừ, lạ đó. nhiều chuyện. <laughs> Đấy không? Đó với yeah. những đứa khỏi gần xin ai người ta gặp như đứa ta cũng cho đồ ăn, Ngủ Nghe nói còn có nửa lon gạo có nhiều bà Chờ, thầy đang ở đâu để mà gỡ gạo. Đừng có lo. Nói gì thôi. Nói cho quý vị thấy tội nghiệp. Một chút gì thôi. Chứ ngoài ra người nhà đức không phải gì đâu quý vị. Yên tâm. Quý vị cứ lo sống cho thật là đặc biệt. Thật là tốt. Chừng nào nhà đức chết quý biết liền. Hiểu <laughs> <Điều> chưa? <laughs> à, nên chúng ta ngày nào cũng tu là biết còn sống rồi. Thấy lễ vật mà nhờ. lễ đứng lên đứng xuống ngon lành là biết. Có cơm. Còn bữa nào mà lễ mà đứng lên đứng xuống nổi là vì biết của đó đói <laughs> Hiểu không? Nói vậy thôi có gì đâu mà Phải tội nghiệp gì không? Những đức đặc biệt nhất là Thích nhất là gì? Gặp nhau mà cười cái Không có mong ai mà biết mình mà Ở nơi đâu mà buồn hoặc khóc Chỉ cần họ vui là bản thân mình Cũng đã có đường chút phước không? Nên cuộc đời của người Sống mấy mươi năm ngắn ngủi việc còn được sống còn được tu đây là ý nghĩa lắm rồi còn được nghĩ những việc thiện việc tốt là quá đặc biệt rồi những đức nghĩ rằng nhiều đời nhiều kiếp những đức cũng mang một cái tâm gọi là gieo cái nhân tha thứ ấy có gieo cái nhân tha thứ nên những đức có khi bản thân những đức những đức còn không chấp nhận được bản thân mình ấy. bởi vì những đức nói thật sự mà nói với anh em những anh em bên cạnh những đức ở trong chùa mà mấy ông giận những đức mấy ông trách những đức mấy ông thích những đức nữa là đúng không? tại vì sao vì chính bản thân những đức mà có khi những đức thấy có những việc mình làm sai bản thân mình còn không thể nào đặt vào người ta mình không tha thứ được cho mình đâu quý vị ơi không thể nào tha thứ được cho mình tu hành làm bảy làm bảo quá trời Hiểu chưa không tha thứ được cho mình mà không biết làm sao mà quý vị vẫn còn quý mến những đức chắc đây cũng là cái duyên nhiều đời nhiều kiếp Làm sao quý vị ơi à nên cũng vì nhờ như vậy mà bản thân những đức phải cố gắng phải cố gắng làm sao để không phụ tấm lòng quý vị đó cái nếu như quý vị mà bỏ rơi những đức hết trơn là những đức trở thành cái ác gì sao luôn làm sai luôn nó mới dẫn đâu nhưng mà cũng nhờ cái tấm lòng quý vị còn quý mến những đức mà động lực cho những đức để cố gắng thật sự nhưng mà những đức nói với cái cô mà, 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 mà chủ nhà như đức ở này những đức nói thiệt chứ rõ ràng cái duyên nó lạ kỳ những đức mà biết phật tử quen thăng không biết bao nhiêu mà nói mà cuối cùng ở nhà một cái bà xa lạ Cái cuộc đời người nó đúng là nó nó, nó không đơn giản như mình nghĩ vì ơi Giống như trong bao nhiêu con người Có những người ngày xưa mình đã từng yêu một người nào đó Mình yêu say đắm Yêu, yêu lên bờ xuống ruộng luôn Cuối cùng mình không cưới người đó Mà mình đi cưới Cái người xa lạ <laughs> Chưa từng quen biết quý vị Lạ chưa à, có những người mình sống với nhau Mình có duyên gặp thôi chứ không có duyên sống gặp Lạ lắm Nên những đứa đến nhà một cái cô Phật tử Mà mà cổ với những Đức không có thăng thiết gì cả Cổ chỉ biết những Đức những Đức biết cổ vậy thôi Rồi cổ cảm ơn mình Mình cũng hướng dẫn niệm Phật Chỉ mà tự nhiên biết nhân viên đưa đẩy mình đến ngay cái nhà Mà mình với họ không có thăng thiết gì cả Lạ không? Đó nó rất là lạ kỳ thế chứ bởi vì mình nói là cái này là giúp ngặt hơn giúp nghèo lúc mà gọi là cùng đường mặc lộ mà tự nhiên có người đứng ra giúp đỡ cho ở đó là cái ơn cả đời nó thật sự mà nói không đơn giản chút nào cái ơn này cả đời lớn lao đó, đó. cái lúc mà khó khăn này mới biết tình bạn nó làm sao nè quý vị vì thấy những đức mà bạn có những đức đông vì thế cỡ nào chưa mà lúc khó khăn này mới biết những cái tình bạn đặc biệt cỡ nào Và những con người đang ngồi đây nè đúng là không đơn giản bởi vì cuộc đời như thức năm nay 43 tuổi cho đến chết bản thân người thức phải cố gắng nỗ lực cỡ nào thật sự phải cố, cố gắng nỗ lực cỡ nào phải làm cái việc mà đem phóng tình tịnh độ này đi giới thiệu bằng một cách mà đem hết cái cái sự suy nghĩ hiểu biết của mình để mà cực lực tích cực để mà đem tịnh độ giới thiệu để không ủng một đời của mình mà khi mình dấp ngã mà bản thân mình được nhiều người ủng hộ mình để đứng lên ở cái này thật sự mình cảm ơn mà mình lại một ngàn lại cũng 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 chưa vừa nó thật sự thì mấy người mà đang ngồi ở đây này mà tu tập với những đức không lẽ mà một ngày nào những đức tìm tới nhà quý vị nên những đức nói từ đó giờ quý vị ưa đi tìm những đức thôi từ hôm nay đổi lại đừng có đi tìm những đức nữa nghe để những đức tìm quý vị <laughs> tại vì ngồi tu đi những đức nhìn mặt hết rồi Địa chỉ đâu ở đâu như Đức nắm hết thôi. Cứ yên tâm đi, một ngày nào những Đức sẽ đến nhà Phật tử. Ừ, tự nhiên đến Phật tử rồi lúc đó gõ cửa. Gõ cửa chỉ tìm. <cười> 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 Hiểu chưa? À yên tâm đi, tôi sẽ đến nè. À, à mấy vị khỏi cần đi tìm như Đức tìm cũng tìm không ra đâu mà như Đức sẽ đến nhà quý vị đó. Ừ, có khi đi khắc thực đồ đi ngang. <cười> 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 Hiểu không? Thấy một con người đội nón lá bèo nhèo bằng đồ ghép dưới có áo có quần khổ te tu đến gõ cửa xin một bát cơm Thấy không Mà lúc đó nhìn cái thấy ô trời ơi trời thay đứt ấy vậy từ nó đó bây giờ quý vị đừng có đi tìm những đức để những đức tìm quý vị ha những người hữu duyên tự nhiên sẽ đến Bây giờ mọi người nên lo niệm Phật đi Lo tu đi Đừng có suy nghĩ những đức ở đâu Những đức ở đâu Kệ những đức Mình những đức sống là được rồi Thấy không Đó Nên quý vị biết rằng là Ở đây có một hai người thôi Mà đây là một hai người Mà gọi là Chí cốt không phải đơn giản Thôi thì cứ nói chí cốt đi Một ngày nào nữa đi Nó bỏ trốn đi ông biết được <laughs> khổ quá để trốn đi không biết được họ kệ mồ chứ sao vậy ở trong cuộc đời mình thôi mình mình đã bị nhiều cái điều mà nó bắt chợt đến với mình bản thân mình giết rồi thật sự mà nói bản thân mình giết rồi bản thân mình cũng phải chấp nhận sự thật của nó thôi có những người bên cạnh mà Họ có nói ông thương mình dù cho lên bờ xuống ruộng dù cho có bảo tố cuồng phong dù có đắt bằng dậy sống họ vẫn ở bên cạnh mình cuối cùng chưa có chuyện gì xảy ra họ chạy mất tiêu nên những đức nói với vị nghe là con người đến với nhau nhưng đừng bao giờ trốn tránh nhau vì không có gì chúng ta phải chốn nhau cả Dạy con cháu của mình tuyệt đối đến với nhau là từ tâm phát ra Còn khi không đến với nhau thì cũng một lời thật thà mà nói Để chia tay còn có thể một ngày gặp lại thấy không? Chứ không có lý do gì chúng ta phải trốn đi hết Nên là những đức đến với chùa và đi ra khỏi chùa cũng rất quang minh chánh đại đàng hoàng Trước thời gian gặp hòa thượng Rồi kỳ sau đi, đi xong sắp xếp, xếp chỗ ở đàng hoàng Xong bữa sau quay lại gặp hòa thượng đàng hoàng đó là rất rõ ràng thật sự mà nói khi những đức ở chùa và khi không ở chùa nữa thì sự kiên nhẫn của những đức cũng đã đủ duyên nữa vị thật sự cho những đức cái tâm nuôi người già bằng cả tấm lòng cỡ nào cũng nuôi nhưng mà khi nó không còn duyên dù cỡ nào cũng không thể nào miễn cưỡng được đâu quý vị à nên chúng ta bây giờ khen hay chê hay trách gì thôi cũng được vì cái mặt như đức nó chai như <laughs> còn hơn cái tấm thớt người ta bầm thấy tấm thớt bầm chưa bầm 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 cái mặt như đích nó chai còn hơn cái tấm thớt bầm bầm bầm, bầm nữa đó à. vậy mọi vị thương vô không biết sao mà thương nổi <laughs> chắc là nhiều đời nhiều kiếp vị cũng thiếu nợ tình cảm với những đích hay sao <laughs> giờ muốn giết giết cung sốc à. thôi giờ chúng ta cố gắng niệm phật nghe để mình về cực lạc mình gặp nhau nha quý vị ai với đào phật chúc quý vị an lạc nha ai với đào phật ai với đào phật Ai gì đạo Phật <laughs> Chúng ta hẹn gặp nhau được lạc như quý vị Đủ duyên từ 12 giờ phi gặp nhau nghe Ai gì đạo Phật <laughs>